mong mọi người khỏe mạnh. Anh coi qua chương trình trên HTV, anh thấy được cái quỹ của mình. Anh thấy đó là một cái nguồn động viên cho nhiều người để vượt qua căn bệnh. Thì anh và bé và cả gia đình thì đồng lòng muốn ủng hộ để cho mọi người cùng vượt qua, để mua vaccine. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thì câu đó rất là đúng. Thì hiện tại anh thấy là mình có thể là một cây làm chẳng nên non, chung tay hiệp lực đẩy lùi COVID. Con mong nước của mình hết dịch bệnh.